Một trong những chiếc router mà rất là nhiều anh em mua của Asus đó chính là chiếc router RT-AC1002 anh em ạ. Nhưng mà coi như là anh em vừa mua đi thì làm sao để setup nó, làm sao để tìm hiểu được các setting, làm sao để đúng được cái nhu cầu của anh em, đáp ứng được đúng cái nhu cầu của anh em, để những cái option nào đúng với cả nhu cầu của anh em. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu, hướng dẫn anh em cách để setting cho chiếc router này nhá. Thì trong chiếc router này chúng ta sẽ nhận được là một cục router, hướng dẫn sử dụng, dây LAN với cả cục nguồn adapter anh em ạ. Thì anh em có thể thấy ở đây, đây là cục router của chúng ta. Cục router này thì sẽ có một thiết kế màu đen này, nhìn chung rất là hiện đại. Và đằng trước này sẽ có một dải đèn LED em nhé. Khu vực bên này sẽ là 4 đèn LED để thể hiện rằng là đây là 4 cổng LAN. 4 cổng LAN này, ví dụ như là có thiết bị nào đang cắm, thiết bị nào đang truy cập mạng, thì những cái cổng này nó sẽ sáng lên để tương ứng với cả những cổng LAN đằng sau này. Tiếp theo chúng ta sẽ có đó chính là cái cổng WAN, cái tín hiệu cổng WAN. Nếu mà cái router chúng ta đang được kết nối với cả internet thì cái đèn LED hình địa cầu này sẽ sáng lên anh em ạ. Và cuối cùng thì đó chính là hai cái cục sóng ghi là 2.4 và 5 đây. Đây là cục sóng thể hiện rằng là ok, sóng Wi-Fi 2.4 và 5GHz của chúng ta đang hoạt động. Và đây, cái cục cuối cùng đây là cái cục quan trọng nhất, là cái đèn LED nguồn. Nếu mà đèn có nguồn thì chắc chắn chỗ này sẽ sáng lên anh em ạ. Vì đằng sau thì nó sẽ có, đó chính là đầu tiên sẽ có một nút reset cho nhỏ ở đây. Để reset được thì anh em bắt buộc phải cắm cục chọc SIM vào hoặc là một cái bút vào anh em nhé, bởi vì cái cổng này cũng khá là to. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có một cái công tắc off on, và bên cạnh đó đó chính là cổng nguồn anh em ạ. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có 5 cổng để cắm mạng, nhưng mà chúng ta sẽ có một cổng WAN. Cái cổng này là cái cổng để giúp cho anh em có thể truy cập được mạng. Cổng WAN này là nơi mà anh em cắm nguồn mạng vào, có thể là từ một cái nguồn mạng mà các nhà mạng cung cấp cho anh em này, hay là từ một cục router khác ở trong nhà anh em muốn nối tới cái chỗ này anh em này. Đấy, bây giờ mình đang có ở đây là một dây từ chiếc router trong văn phòng của mình, và để tiếp mạng, gọi là đưa mạng cho cái cục router này thì mình chỉ cần cắm vào cổng WAN này thôi. Nhớ anh em nhé, đây là cổng WAN. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có 4 cổng LAN. 4 cổng LAN này thì là nơi để anh em cắm cho các thiết bị cần truy cập mạng nhá. Ví dụ như là máy tính bàn này, một cái router khác này, một cái TV này, hay là một cái thiết bị gọi là phát sóng Wi-Fi, mở rộng Wi-Fi gì đó. Thì cái nơi này là nơi để anh em cắm những thiết bị đấy. Và cùng đó chính là một cái nút, đây là nút WPS Wi-Fi Protected Setup. Cái này sẽ giúp cho anh em có thể kết nối Wi-Fi với các thiết bị gia dụng mà không cần phải sử dụng bất kỳ những cái thông gọi là những cái interface, không cần phải có hệ điều hành gì cả là có thể kết nối được rồi. Rất là đơn giản và cũng là dễ dàng. Bây giờ thì mình cùng thử cắm dây nguồn và bật lên nhá. Rồi chúng ta hãy vào trong máy tính để setup nó. Rồi, mình đã cắm dây nguồn vào rồi. Và bây giờ mình sẽ bấm bật lên anh em nhá. Trong đó thì mình sẽ bắt đầu gọi là vào trong máy tính để xem cái này có gì. Đây, đèn LED thì đã sáng lên, rất là đẹp, rất là sáng rồi. Cái LED nguồn này nó đã sáng lên và thể hiện rằng là cái nguồn hoạt động. Và trong khi cái đèn lên sáng lên này ấy, mà các đèn khác không thể hiện, tức là cái cục nguồn, cục router chúng ta này đang setup để có thể gọi là chạy những cái tín hiệu như này. Tất nhiên rồi, tính cho cùng ấy thì router nó cũng chỉ là một cái bộ máy mini thôi, và nằm bên trong này thì sẽ có những cái thiết bị riêng biệt để dành cho cái việc cấp mạng. Rồi đấy, dây mạng đã cắm chắc này. Và bây giờ mình đang sử dụng một chiếc laptop để setup cho cái router này nhá. Đây, sau một hồi, một khoảng tầm nửa phút thì chiếc router chúng ta đã sáng đèn. Thì hiện tại đang sẽ có đó chính là cái tín hiệu nguồn này, tín hiệu 2.4GHz này, và tín hiệu đó chính là tín hiệu WAN nữa, tức là cái cổng mạng của mình đã hoạt động rồi. Bây giờ thì làm sao để setup được thì sẽ có tổng cộng là hai cách setup anh nhá. Một là setup bằng máy tính, hai là setup bằng điện thoại. Và setup bằng máy tính thì cũng sẽ có hai cách luôn. Một là anh em sử dụng dây LAN, tức là anh em nối dây LAN vào đây rồi nối vào trong máy tính đây này. Đấy, hai là anh em sử dụng Wi-Fi. Cái cách sử dụng dây LAN ấy thì nó dễ hơn rất là nhiều, thực sự vô cùng là dễ, chỉ cần cắm vắt là có thể truy cập được mạng và có thể vào trang setup của chiếc router này rồi. Nhưng cái điều khó hơn ấy đó chính là setup bằng Wi-Fi anh em nhá, và đó là cái điều mà mình sẽ làm. Đây, thì đằng sau chúng ta sẽ có rất là nhiều các thông số, rất là nhiều các chữ ở đây. Thì đằng sau đây sẽ là cái điểm truy cập mặc định của chiếc router này. Tức là mỗi khi mà anh em bật reset ấy, thì mặc định nó sẽ phát ra cái điểm truy cập có tên là, ở đây là Asus F8, có tên là Asus F8. Và với cái cục router của mình ấy, thì mật khẩu của nó là IANYWAY2-2557. Đấy, đây là cái thông tin rất là quan trọng khi mà anh em muốn setup bằng cái Wi-Fi này. Và bây giờ mình sẽ vào trong cái máy tính của chúng ta và setup nó nhá. Anh em có thể thấy đây, đây mình đang bấm vào cái cục vào mạng, và đó chính là trình duyệt Microsoft Edge. Chúng ta có thể setup trong bất kỳ trình duyệt cũng được, bất kỳ trình duyệt nào mà anh em muốn nhá, Chrome này, Edge này, Firefox này, Opera này, vân vân, cái nào cũng có thể truy cập được. Nhưng mà để có thể tiếp cận được vào cái cục router này nhá, thì chúng ta hãy cùng bắt đầu vào trong đó chính là phần Wi-Fi. Đây, vào sóng Wi-Fi nhá,
Rồi, chúng ta sẽ bấm vào phần này, Wi-Fi is off này. Thì mình sẽ bật Wi-Fi lên và coi như là mình sẽ không kết nối với bất kỳ cái gì cả. Đây. Đấy, hiện ngay luôn chúng ta sẽ có đây, đó chính là Asus F8. Như mình nói lúc nãy đấy, là chiếc cái điểm truy cập mặc định này là Asus F8. Và chúng ta bấm mật khẩu của nó là anyway gạch dưới 25577. À, 2557 thôi anh em ạ. Mình chưa được đụng vào nhiều router lắm nên mình nghĩ rằng là mỗi cái router sẽ có một cái mật khẩu riêng thôi. Và anh em nhớ nhìn dưới đáy của router để biết được mật khẩu là gì nhá. Anyway gạch dưới 2557, enter. Rồi. Ok, anh em ơi, đã connect rồi. Connected and secured, tức là chúng ta đã kết nối và có đường mạng ổn định, đường mạng gọi là được bảo vệ thông qua cái mạng WAN của mình đi rồi. Đấy, thì đến đây có thể là kiểm kết rồi anh em ạ. Tức là đến đây là cục router của chúng ta có thể sử dụng được rồi. Nhưng mà nếu mà anh em không muốn chỉ dùng cái mật khẩu mặc định, chỉ dùng cái tên mặc định thì sao? Chúng ta sẽ cùng vào trong cái phần setup nhá. Đấy, vừa nói phát là cái cục mạng của chúng ta đã tự chạy vào cái phần gọi là router.asus này để có thể vào trong chế độ setup rồi. Insert này, cổng WAN đã connected này và check operation mode cần phải đổi. Tức là hãy kiểm tra cái chế độ hoạt động nên là cần phải thay đổi cái chế độ hoạt động đấy. Rồi, ok này, sign in với, tức là đăng nhập vào cái Asus, cái router Asus này. Thì nằm bên dưới đây chúng ta sẽ có thêm một thông tin cực kỳ là quan trọng nữa, đó chính là cái mật khẩu, cái tên của cái router này. Tức là anh em muốn khi mà muốn quản trị cái router ấy, anh em bắt buộc phải có mật khẩu và tên truy cập. Thì trên chiếc router này ấy, mặc định của nó sẽ là admin, mật khẩu tên là admin và mật khẩu là admin. Thế nên là ấy, nhiều người ta không thay đổi đâu. Nhớ đâu bạn có câu được của hàng xóm thì anh em biết mật khẩu với cả tên đăng nhập rồi nhá. Rồi, admin và admin. Sign in. Rồi, và chúng ta sẽ yêu cầu đó chính là phải đổi mật khẩu anh em nhá. Thì đổi mật khẩu và đổi cái tên đăng nhập thì mình cứ để mặc định là admin và admin đi. Cho nó dễ dàng nhá. Admin, admin. Ồ. Cái thứ nhỉ. Không được, thế thì cho Hacom này. Hacom. Họ yêu cầu không được để mật khẩu cũ. Nhưng mà có thể để tên đăng nhập cũ được nhưng mà không được để mật khẩu cũ. Rồi. Ok. Vậy là chúng ta đã đăng nhập được vào cái khu vực này rồi. Trong cái khu vực setup của router này, chúng ta sẽ có này, những cái ví dụ như là quick internet setup này, cái này là anh em cần quan tâm này. Tiếp theo nữa sẽ có network map này, guest network này, traffic manager này. Network map là cái kiểu cái để thể hiện xem là ok trong cái mạng chúng ta đang có những ai truy cập ấy, đang có mạng lưới nào đang truy cập ấy. Tiếp theo nữa sẽ có là mạng khách này, và tiếp theo nữa là traffic manager, tức là cái điều khiển băng thông của những cái thiết bị đang kết nối với cả cục router của chúng ta. Đấy, ví dụ như là anh em đang down game đúng không? Mà tự dưng em của anh em lại đang down game, tức là anh em vào trong quản trị, anh em giảm tốc độ down của em gái của anh em xuống. Thế là hợp lý. Rồi, sẽ bên dưới nữa chúng ta sẽ còn có chính, đó chính là parent control, tức là đây là cái quản trị của cha mẹ, tức là sẽ khiến cho anh em đây enable parent control này, enable này thì sẽ là cho phép là một là cho phép con chỉ được truy cập vào trang web này hoặc là cấm con vào các truy cập vào trang web khác, đúng không? Ví dụ như là web, những web đen, web lậu, những web đỏ, web tím, web vàng đấy thì không cho con truy cập vào đấy, hoặc là chỉ cho con, ví dụ như là chỉ cho con vào trong vnexpress.com chẳng hạn, hay là chỉ cho con vào trong trò chơi vui giống con chẳng hạn. Đấy, đấy là cái parent control cho phép chúng ta làm đấy. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có những cái advanced setting, những cái setting nâng cao hơn, ví dụ như là về những mạng không dây này, về cổng LAN này, về cổng WAN này, về IPv6 này, về tường lửa này, về quản trị này, xong sẽ còn có cả đó chính là system log, tức là những cái gì đang gửi tín hiệu thông qua cái cục router anh em ấy. Ví dụ như chẳng hạn như là đây này, nó sẽ ghi ở đây là có những cái gì đang thực hiện này, từ kết nối từ IP nào sang IP nào trong bao nhiêu giây này, vân vân và vân vân. Và cuối cùng đó chính là network tool, những cái công cụ network thì mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ vào trong đó chính là một cái mục có tên là Quick Internet Setup, tức là setup internet nhanh chóng. Rồi. Ok. Thì đầu tiên này, sau khi mà cái router check xem cái tín hiệu, tức là cái đường truyền của chúng ta đúng không, họ sẽ bảo là ok, liệu rằng cái internet protection connection của chúng ta có yêu cầu, tức là cái tín hiệu mạng này nó có yêu cầu đăng nhập không, có tài khoản đăng nhập không. Thì đây này, ở đây họ có ghi rõ là IPS, cái tức là cái nhà cung cấp mạng này sẽ đưa cho bạn một cái thông tin, một cái cạc thông tin về cái tên đăng nhập và với cả mật khẩu đó. Thì theo như mình biết ý, đa số các mạng nhà, mạng gia đình chúng ta thì các hãng, các kiểu các nhà cung cấp mạng ấy, họ không có cái này đâu. Thì anh em chỉ cần để là no thôi nhá anh em nhá. No thôi. No, ok. Đấy.
sẽ có hai cái cách để truy cập. Đấy, Asus họ có ghi sẵn đây là sẽ có hai cách để truy cập này. Một là từ cái nhà mạng của anh em vào trực tiếp chiếc router của chúng ta. Hai là cái chiếc từ nhà mạng này vào trong một cục router rồi, xong nó đến cái cục phát wifi chúng ta này, cái bộ phát wifi chúng ta này. Đấy là chiếc Asus này. Đấy, sẽ có một trong hai này. Chúng ta sẽ bấm next nhá. Next. Rồi, ok. Thì chúng ta sẽ có đây là có là sẽ lựa chọn một là automatic IP DHCP. Cái này là cái thứ anh em nên chọn này. Hai là static IP, tức là anh em sẽ có hai trường hợp, chẳng hạn như nếu mà anh em làm doanh nghiệp đúng không, thì các nhà mạng anh em muốn mua gói cao ấy, gói cao cấp ấy, thì các nhà mạng sẽ cho anh em một cái địa chỉ IP tĩnh, một địa chỉ IP tĩnh. Cái này rất hợp lý. Ví dụ nhà anh em là một nhà mạng, một cái gọi là công ty làm về server, thì IP tĩnh cực kỳ là quan trọng luôn, vô cùng là quan trọng luôn. Còn nếu mà anh em làm gia đình bình thường thì chắc chắn chúng ta sẽ chọn đó chính là automatic IP anh em nhá, tức là tự lấy IP, tự lấy IP một cái tự động này. Next. Rồi, ok. Thì tiếp theo nữa chúng ta sẽ có đó chính là bạn có muốn sử dụng cái setting trước không? Thì có thể là yes hoặc là không. Tức là sử dụng cái setting mà Asus gạch dưới F này, xong rồi mật khẩu là anyway 255 này, 7 này, thì chúng ta có muốn set tiếp không? Thì câu trả lời của chúng ta là không nhá. Và đặt những cái tên riêng, những cái setup riêng nhá. Rồi, chúng ta sẽ đặt là Hacom này. Hacom. Đấy. Và đặt mật khẩu là 12345678 đi, cho nó đơn giản. Rồi, apply. Đây, hãy đây thì Asus họ cũng mong muốn là nếu mà chúng ta để những cái mật khẩu kiểu 1-8 như thế thì nó khóa là khá là dễ đoán. Thế nên là họ bảo là chúng tôi khuyên bạn nên là kiểu mix những chữ này, số này, ký tự này. Nhưng bạn có muốn tiếp tục không? Tôi thích tiếp tục đây. Ok. Ok, tôi kệ bạn. Rồi, apply. Rồi đợi một tí là chúng ta sẽ mất mạng anh em ạ. Đây, ở đây sẽ có này. Connect. Nó sẽ sau khi mà chúng ta setup xong đúng không, chúng ta sẽ có một cái bảng thống kê là những gì chúng ta vừa thay đổi. Chúng ta sẽ có đó chính là WAN này, thì là theo kiểu gì là automatic IP rồi, tại vì mình không có static IP đúng không. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có tên của Wi-Fi 2.4 này, tên của Wi-Fi 5 chấm này, và LAN, cổng LAN đấy. Chúng ta sẽ có MAC address với cả LAN IP, tức là cái IP của đường LAN, mấy cái đường LAN này. Rồi chúng ta sẽ complete là bây giờ nó sẽ đổi tên, đồng thời chúng ta nó sẽ đổi cả mạng nữa anh em nhé, đổi cả mật khẩu nữa. Đây này, bạn đã đổi này, nên là cái wifi này sẽ không còn nữa. Bây giờ hãy vào setting lại. Rồi. Ok. Bạn thích mình setting thì mình lại setting. Rồi. Asus không còn nữa nhá. Chúng ta cùng đi tìm sóng wifi Hacom à. Đây rồi anh em ơi. Chúng ta sẽ thấy đây, sóng wifi Hacom và Hacom 5G. Cái mà chúng ta vừa setup, bây giờ mình dùng hẳn 5G đấy nhá. Tại vì trước qua router này còn tận là đùa ben cơ mà, cả 5G lẫn 2.4. Rồi, connect. Mật khẩu là 12345678. Rồi. Nếu mà để đánh giá ấy, thì mình thực sự là mình cảm thấy rằng là cái router Asus ấy, cái việc setup của họ có vẻ đơn giản hơn rất là nhiều so với cả TP-Link. Nhưng mà cũng có thể tại vì là TP-Link họ cho người dùng nhiều option hơn, nhiều cái lựa chọn hơn, nhiều các setting hơn, khiến cho nó cảm giác nó bị nhiều quá ấy. Nhưng với Asus thì mọi thứ khá là dễ dàng và vô cùng là đơn giản. Rồi, ok. Internet status. Chúng ta đang bị unplug. Đây, rồi. Đây. Cổng mạng rồi của mình đang bị hơi bị rời ra một tí. Đợi đợi tí nhá. Nó sẽ quay trở lại này. Rồi, network map chúng ta sẽ thấy đây, connected nhá, IP Apple các kiểu này. Network map cái những cái gọi là sóng, những cái gọi là cái biểu đồ, những thiết bị đang kết nối, chúng ta sẽ có ở đây đúng là một client thôi. View list tức là xem cái list những ai đang kết nối. Thì chúng ta sẽ có đó chính là internet này, icon là một chiếc laptop này, tại vì đều là chiếc laptop đúng không? Tên của mình là laptop 9TB, nó là chiếc laptop Neutral 5 này, và sẽ có IP của mình này, và sẽ có MAC address của mình này, và sử dụng interface gì. Nhưng mà hiện tại mình đang cảm thấy là không đúng về interface lắm, tại vì của mình đang là sóng wifi cơ, mình đang kết nối wifi. Thế rồi, O này. Rồi, ok. Mình đang kết nối mà. Rồi, mình đang kết nối wifi với cả chiếc máy này. Hiện tại là chiếc laptop của chúng ta là như này đây. Đấy. Rồi nhá, để mình check xem có đúng IP không nhá. Thì chúng ta sẽ bấm vào Ctrl R này, CMD này, bấm vào IP config này. Rồi, router của mình IP address IPv4 của mình là đúng là đuôi 127 nhá. Và bên này cũng đúng là đuôi 127. Vậy đây là cái thiết bị của mình rồi. Đấy. Vậy là chúng ta có thể xem được những cái thiết bị đang kết nối với cả cái router của chúng ta. Đấy.
Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có bên cạnh đây, chúng ta sẽ có System Status, tức là cái router, cái máy chúng ta đang như nào. Chúng ta sẽ có này, 2.4 này là Hacom này, đang sử dụng bảo mật là WPA2 này. Xong rồi có khóa này, 5GHz cũng thế này, có status chung của... đây, status chung này. Đấy, nó sẽ thể hiện tức là chúng ta đang sử dụng bao nhiêu nhân của CPU, bao nhiêu phần trăm của CPU, chúng ta đang sử dụng bao nhiêu cái RAM của cái chiếc router này. Đấy, và các cổng đều rõ ràng luôn. Cổng WAN đang ở tốc độ là 100Mbps/s này, và các cổng LAN còn lại thì chưa cắm, thế nên nó không hiện gì cả, nó ghi là unplugged, tức là chưa cắm đấy anh em ạ. Đó, đấy là cái gì là một chiếc network mark. Nhưng mà nếu mà anh em vào trong guest network thì sao, mạng khách thì sao? Tại vì chiếc router này có thể setup mạng khách được, để khiến cho kiểu ví dụ như là những người ngoài vào đến nhà của bạn đúng không, hoặc là bạn là chủ quán cà phê, thì mạng khách để giúp cho cái mạng đấy tách rời hẳn so với cả mạng LAN của anh em, cái mạng nội bộ anh em ạ. Và chúng ta sẽ cùng setup nhá. Chúng ta sẽ cho phép là có thể enable của cả hai cả sóng 2.4 và cả sóng 5. Thì bây giờ mình sẽ cho sóng 5 nhá. Enable này, chúng ta sẽ có network index này, dấu cái tên, dấu cái SSID này, rồi chúng ta đặt tên này, đặt mật khẩu này. Xong access time, chúng ta có thể tùy chỉnh được cái thời gian truy cập nữa. Ví dụ như là cái wifi này là wifi free đúng không? Và anh em muốn tắt nó đi sau khi mà quán anh em đóng cửa thì cái việc này anh em có thể setup này. Đấy. Access time từ bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ này. Ok này. Xong rồi bandwidth limiter là chúng ta có thể cho phép là giới hạn cái băng thông. Nếu mà mình bấm yes đúng không? Thì mình chỉ cho phép download khoảng tầm bao nhiêu MB thôi, hoặc là upload cũng chỉ bao nhiêu MB thôi. Cái này rất là hợp lý nếu mà anh em làm quán cà phê hoặc là một quán net, tại vì anh em không muốn ai kiểu tải một đống game khiến cho nghẽn mạng, nghẽn router của nhà anh em đúng không ạ? Đấy, và cái cục bandwidth limiter này, cái giới hạn băng thông này là cực kỳ hợp lý. Và tiếp theo nữa chúng ta sẽ có này, access intranet. Cái này thì mình không nên đặt nhá, tại vì intranet này là nó giống như kiểu là cái mạng của chúng ta ấy, thì chúng ta không nên cho. Và chúng ta sẽ còn có enable mac filter, tức là anh em sẽ được quyền, đây, accept này, chúng ta anh em sẽ được quyền lựa chọn các địa chỉ mac và cho phép các địa chỉ mac truy cập, chỉ cho phép các địa chỉ mac đấy truy cập thôi. Thì thường ấy, nếu mà anh em làm kiểu quán cà phê ấy, thì mình sẽ lựa chọn là reject anh em nhá, reject. Rồi, để ví dụ chẳng hạn là anh em biết rằng là hàng xóm của mình đang kết nối và anh em biết cái MAC address của họ là bao nhiêu, cái địa chỉ MAC của họ là bao nhiêu, thì có thể thêm địa chỉ MAC vào đây để có thể ngăn họ truy cập được mạng các khách của anh em nhá. Đó, thế thì bây giờ chúng ta cứ để setup bình thường thôi, disable thôi. Rồi, apply. Rồi, ok, xong rồi đấy. Đã có mạng guest rồi nhá. Chúng ta cùng vào check xem nào, xem có mạng guest chưa nào. Hacom 5G thì vẫn đấy này. Nhưng mà chúng ta chúng ta mất hai con ong rồi, tại vì chúng ta sử dụng cho mạng guest rồi. Đây chúng ta sẽ vẫn còn có hai con, cái đấy thì tất nhiên rồi. Nhưng mà mạng guest chúng ta đâu nào? Rồi đây, sau khi mà mình đăng nhập lại cái sóng 2.4 ấy, thì mình có thể nhìn thấy cái mạng khách này này. Và chúng ta có thể bật lên tới là 6 mạng khách em nhá. 6 mạng khách này, 1 này, 2, 3, 3 cái bên trên băng thông 2.4 này và 3 cái bên trong 5GHz anh em ạ. Đó. Thế xong sau khi đấy chúng ta có thể vào, đó chính là Traffic Manager, tức là quản lý cái băng thông, quản lý băng thông và quản lý đường truy cập đấy. Chúng ta sẽ bật là đây, Quality of Service nhá, là cái QoS này sẽ đảm bảo rằng cái băng thông sẽ ưu tiên cho các đồ, tức là cho các ứng dụng và cho các nhiệm vụ này, cho những cái đồ việc này đấy. Và chúng ta sẽ có là cái QoS cơ bản này là đảm bảo đường vào đường ra của đường mạng dây và mạng không dây, đồng thời cho cái việc mà ưu tiên cho các ứng dụng bằng cách đây, bằng cách là tức là kiểu chúng ta tự setting cái app nào, cái ứng dụng nào cần đấy. Và tiếp theo nữa chúng ta sẽ có đó chính là cái giới hạn băng thông để cho chúng ta giới hạn cái tốc độ download hoặc upload của một thiết bị nào đấy. Rồi lại bật này, on, apply đấy. Chúng ta sẽ chọn upload các thứ kiểu này. Chúng ta sẽ được chọn ví dụ như chẳng hạn là 5 Mbps/s, 5 Mbps/s này. Và download chỉ có cũng 5 thôi. Đấy, hoặc là cho 1 đi cho nó thực tế nhá. 1 này và 1 này. Apply. Đó. Setting xong vắt lại mất luôn. Nên lại phải kết nối lại. Rồi, ok. Đã kết nối lại anh em nhá. Và chúng ta hãy cùng quay lại với cái trang chủ nào. Rồi, lại phải đăng nhập này. Admin Hacom sign in. Ok, chúng ta sẽ có Traffic Manager ở đây. Sau khi mình bật này, mình sẽ có các setting sẽ tủng kiểu này, user define. Chúng ta sẽ được chọn tốc độ này đây, và mình sẽ thử speed test xem nhá.
Ui, đúng là có khác thật đấy. Sau khi mà stress test tắt cái giới hạn đi thì tốc độ lên tới 91-90 Mbps rồi. Cái này chứng tỏ là cái kia nó hoạt động rất là tốt. Thế và cái này sẽ rất là hợp lý nếu mà anh em muốn kiểu giới hạn số lượng người sử dụng này, cái băng thông của mỗi người sử dụng trên chiếc router của chúng ta. Đó. Và chúng ta sẽ còn có thể set những cái ví dụ như là về cái ưu tiên nữa. Ví dụ như là họ sẽ ưu tiên cho các ưu tiên về việc tải file này, ưu tiên về các vấn đề kiểu truyền file này, các máy này máy kia này, và sẽ giúp cho cái tín dụng nó, cái ứng dụng nó vẫn có thể đạt được mức tốc độ cao trong khi mà các thiết bị khác vẫn, những cái ứng dụng khác, những cái việc làm khác bị đạt ở mức thấp anh em nhá. Thế và đấy là cái lợi ích của cái QoS. Còn nếu mà anh em muốn không muốn dùng QoS ấy, mà anh em muốn kiểu ok tao chỉ cho mày một mê thôi, thì cái việc để bandwidth limiter, tức là giới hạn băng thông ấy, nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều. Còn QoS này ấy, thì nó sẽ là một cái gì đó kỹ càng hơn, nhưng mà mình nghĩ rằng đa số anh em sẽ đặt ở cái bandwidth limiter thôi anh em nhá. Rồi và cuối cùng đó chính là parental control, tức là điều khiển bằng cha mẹ đây. Chúng ta sẽ bấm on này và chúng ta sẽ được phép, đó chính là chọn các thiết bị, ví dụ như chọn chiếc laptop này đi, và chúng ta sẽ chọn thêm đây, xong rồi chúng ta sẽ được set, đó chính là cái IP, cái mạng đây này. Chúng ta sẽ được đặt ví dụ như là giờ nào chúng ta sẽ được bật máy này, giờ nào chúng ta sẽ được truy cập mạng này, vân vân và vân vân này. Cái này thì sẽ tùy vào anh em thôi. Anh em muốn cho con cái hoặc là cho cái người nhà của mình dùng mạng vào bao giờ thì đây là tùy vào anh em set hết nhá. Rồi. Bây giờ thì nhưng mà chúng ta có vẻ như là không được phép lọc IP ở đây. Cho nên mình nhớ như thế. Client này. Đúng rồi. Còn ở trong này sẽ không cho phép bật IP anh em nhá, tức là không cho phép lọc IP, tức là sẽ cho phép về điều khiển về giờ, tức là giờ này sẽ được dùng, giờ kia không được dùng, nhưng mà không cho phép điều khiển bằng IP. Tức là ví dụ như là không cho con cái lên YouTube vào giờ này, không cho con cái video lên YouTube sau 22 giờ mà chỉ có tắt mạng hoàn toàn cho con cái sau 22 giờ thôi, kiểu như thế em nhá. Thì cái này nó sẽ hơi bị giới hạn một chút so với cả một cái router TP-Link. Bây giờ mình phép tắt đi. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng vào, đó chính là những setting nâng cao hơn. Đầu tiên là phiên bản wireless thì chúng ta sẽ có này, đầy đủ những setting, tức là nó sẽ vẫn là những cái setting bên trên nhưng mà nó kỹ càng hơn, nó rõ ràng hơn. Chúng ta sẽ có này, general này, tức là cơ bản này, chúng ta sẽ vẫn được chọn sóng này, được đổi tên này, giấu tên này, chọn chế độ wireless này, chọn băng tần này. Tất cả những thứ anh em nên để ở mức auto, và ở trong này thì anh em có thể thay đổi được cái mật khẩu nữa. Rồi, tiếp theo nó sẽ có là WPS, tức là Wi-Fi Protected Setup, để cho anh em có thể kết nối với các thiết bị gia dụng mà không cần phải sử dụng có cái mật khẩu gì cả. Chỉ cần bấm một phát thôi, xong rồi điền cái pin này vào là được này. Ví dụ như 4 mấy này này. Và anh em có thể set cái pin này như mình mong muốn. Tiếp theo nó sẽ là WDS, đây là cái cầu này, cầu giữa các máy này. WDS để cho phép kết nối với một điểm kết nối khác một cách không dây. Sẽ biến cho cái router này, thì với anh em biết ý, thì router sẽ có 3 cái chế độ hoạt động, ví dụ như là chế độ là router này, chế độ là phát sóng wifi này, và chế độ đó chính là repeater, tức là kiểu truyền sóng từ cái router này sang router khác. Và cái WDS này là cái router như thế anh em ạ. Đấy, và sẽ chọn được chọn này, rồi chọn cái IP mà của chúng ta. Đây chúng ta có thể chọn cái ví dụ như của mình là công an phường Chu Liệt này, mình thêm này, và mình sẽ thay cái mật khẩu cuối cùng này, và sẽ thay đổi các thứ kiểu để khiến cho cái cục router này không cần phải cắm dây quang này vẫn có thể kết nối mạng được, và thành một cái cục gọi là truyền sóng mạng ra xa hơn ấy. Đấy. Chúng ta sẽ còn có đó chính là wireless MAC filter, tức là lọc cái địa chỉ MAC. Đây sẽ có enable này ở các sóng nào này, xong chúng ta có thể thêm địa chỉ vào để khiến cho những cái thiết bị có cái địa chỉ MAC đấy thì không được truy cập vào mạng của chúng ta nữa. Tiếp theo đó chính là tab radius setting, thì cái tab này nó sẽ dành cho những cái ai gọi là làm trong doanh nghiệp hơn, nhiều hơn. Đây này, anh em có thể thấy đây này, WPA Enterprise, WPA2 Enterprise này. Cái này thì anh em không quan trọng lắm. Và tiếp theo nữa đó chính là Professional. Đấy, ui dồi ôi, cái này thì nhiều kinh khủng khiếp luôn. Những cái này thì anh em không cần phải quá phải quan tâm đâu. Bản thân một người dùng bình thường ấy, khi setup ấy, thì chỉ cần quan tâm tới những cái tab đầu tiên thôi. Chỉ cần quan tâm tới 4 cái đầu tiên này và cái cục trên cùng này. Có những cái khác có hay không, không quan trọng anh em nhá. Tiếp theo nữa sẽ là cổng LAN, chúng ta sẽ vẫn được các những thứ bình cơ bản này, ví dụ như là hostname thì là cổng LAN là gì này, chúng ta sẽ được đổi IP mặc định này, đổi cả subnet mask này, chúng ta sẽ còn có đó chính là DHC server nữa để giúp cho anh em có thể đây Dynamic Host Config Protocol là một cái protocol để giúp cho IP có thể tự động setup. Đấy. Và đây, chúng ta có thể setup từ cổng từ bao nhiêu tới bao nhiêu. Đấy. Và sẽ giúp cho ví dụ như là thiết bị tự kết nối đâu mà nó không phải là cái chế độ IP
định IP tĩnh hoặc là IP động ấy, thì nó sẽ tự động chọn một trong những cái IP nằm ở trong giải từ 2 cho tới 254 anh em nhá. Đấy. Và sẽ còn có cả lối này, nó sẽ được chọn này, đây giúp cho static route này, cái tính năng route này ấy, thì đây anh có thể đọc đây, cái tính năng này sẽ giúp cho chúng ta sẽ thêm một cái routing rule vào cái này, tức là cái này sẽ phù hợp với những ai mà đang kiểu kết nối nhiều cái cục router khác nhau từ cái cục này ấy. Ví dụ như từ cục này là cục chính đúng không, xong nối 4 cục cho 4 tầng thì đấy, cần phải có cái này để có thể chuyển được các thiết bị mạng về với cả cái IP này anh em nhá. Tức là anh em nếu mà anh em không muốn kiểu cứ mỗi cái router lại là có một cái một đống IP khác nhau ấy, mà muốn chỉ là cái cục router này quản trị tất cả các IP ấy, thì sử dụng cách đấy anh em nhá. Và cuối cùng là IPTV, cái này thì quan trọng rồi. IPTV để anh em cắm mạng vào TV và vẫn có thể xem phim được mà không cần phải có gọi là sóng truyền hình. Ôi, tiếp theo nữa là cổng WAN này. Cổng WAN chúng ta sẽ có các chế độ kết nối của cổng WAN này, sẽ có cả dual WAN này. Và chúng ta sẽ còn có cả port trigger nữa. Port trigger này chúng ta sẽ cho phép mở data, mở cổng khi mà cổng LAN yêu cầu một cái truy cập không giới hạn. Đấy. Và chúng ta sẽ còn có virtual server port forwarding này. Cái port forwarding này sẽ hợp lý với những anh em nào mà đang cần phải chơi game online, chơi game mạng LAN mà trên thế giới, đúng không? Có DMZ này, DDNS này, nó sẽ còn có cả NAT pass through nữa. Đấy, những cái này thì là những setting nâng cao mà mình khuyên rằng em không nên đụng vào. Nhỡ đâu đụng vào phát là chẳng hạn là anh em gỡ một cái bất cái tường lửa này, gỡ một cái layer bảo vệ này thì nó sẽ là một cái rất là phiền đấy. Phải hãy đụng vào những setting này nếu mà anh em biết mình đang làm cái gì. Rồi, sẽ còn có IPv6, cái này thì mình không quan trọng lắm tại vì bây giờ chúng ta đều dùng IPv4. Khi nào mà hết IPv4 thì chúng ta mới dùng IPv6. Và sẽ còn có cả tường lửa này để giúp cho chúng ta tránh khỏi DDoS này. Đây, chúng ta có thể bật chống DDoS này. Tường lửa để giúp cho những cái thiết bị, những cái virus nó không thể truy cập qua và truy cập lại. Truy cập từ trong bên ngoài vào và truy cập từ ngoài ra. Đấy, và chúng ta sẽ còn có cả quản trị này để anh em có thể firewall quản trị được. Firewall sẽ có URL filter này để lọc URL này. Nhưng mà lọc cái này thì nó sẽ là lọc toàn bộ máy anh nhá. Lọc toàn bộ tất cả mọi thứ kết nối với router đấy. Thế mình nhớ là thế. Đây. Chữ ví dụ như là .com này. .com này. Đấy. Rồi. Thế là tức là bây giờ chúng ta không truy cập được .com nữa. Stop. Đấy. Xong còn có cả keyword filter nữa. Cái này thì còn hay hơn nữa cơ. Tức là sẽ cấm bất kỳ những cái cái đường link nào mà nó liên quan tới cái keyword này. Đấy, chẳng hạn như là ví dụ như là anh em cấm hoàn toàn cái gì đó có chữ X. Thế là không thể nào mà bấm được. Nếu mà có chữ X sẽ không cho các cái đường link hoặc là cho chúng ta truy cập vào những cái đường link nào có chữ X anh em ạ. Và sẽ còn có cả network service filter. Cái này thì thực sự là cái này là một cái kỹ càng hơn của những cái bên trên kia và giúp cho anh em kiểu có chiếm được một cái mạnh mẽ hơn. Nếu mà anh em muốn gọi là kiểm soát một cách hoàn toàn về những cái IP mà vào phòng mình của mình ấy, vào cái cục router của mình ấy, thì đây là cái chỗ mà anh em cần thêm này. Sẽ cần có suốt IP này, có port range này, tức là từ port nào tới port nào này. Nó sẽ còn có cả IP đích, IP nguồn này, xong cũng lại có port range nữa. Thực sự cái này rất là khó khăn, nếu mà anh em muốn setup thì anh em phải tìm hiểu kỹ hơn nhá. Rồi. Tiếp theo là quản trị chúng ta sẽ được chọn đổi sang chế độ này. Đây hiện tại là chế độ wireless router mode, tức là cái cục router này sẽ nhận sóng wifi, nhận cái đường LAN, đường WAN từ một cục router khác và từ nhà cung cấp mạng. Hai là có thể đổi sang đó chính là access point mode, tức là chế độ đây, bấm phát là anh em nhìn thấy luôn này, tức là đây làm điểm truy cập này, có thể là làm điểm truy cập không dây hoặc đi điểm truy cập có dây, tùy các anh em nhá. Nó sẽ còn có đó chính là system này, về đổi mật khẩu admin này, đổi time zone để đổi khu vực gọi là thời gian này, nâng cấp firmware này, lưu này hoặc là restore về setting cũ này, hoặc là upload lại cái setting cũ này, hoặc là có thể feedback và có cả setting về privacy nữa. Và cuối cùng là system log, đây là nơi mà ghi tất cả những cái data dữ liệu mà đi qua cái cục router của anh em để anh em có thể biết được là có cái gì. Đấy, có IPv4 này, routing table này, xem là những cái gì nó đang chạy thông qua đường LAN nào không. Và cuối cùng đó chính là network tool. Cái này sẽ có đó chính là network analysis, tức là phân tích mạng ấy, để xem là ping bao nhiêu, kết nối có không. Chúng ta sẽ còn có cả net stat nữa, là cái tính năng để cho chúng ta đây, net stat này, tức là net stat anh em hiểu đấy, tức là thông tin mạng này. Và cuối cùng có đó chính là WOL, Wake Online. Cái này thì khá là hay để giúp cho anh em, ví dụ như chẳng hạn như là anh có thể kích hoạt được, bật máy tính thông qua mạng LAN được,
Và chúng ta có thể làm được như này, ví dụ chẳng hạn như là thông qua một cái app để đấy này. Hai là có thể thông qua, đó chính là cái này rất là hợp lý với những ai mà kiểu ví dụ như là thỉnh thoảng rất là hay đi ra ngoài này và cần bật máy ở nhà này, thì chúng ta sử dụng Wake Online này, hoặc là làm một cái server và cần bật reset lại, bật lại cái server, thì Wake Online là một cái rất hợp lý. Rồi, hiện tại thì mình đang có đây, đó chính là chiếc router, chiếc điện thoại chúng ta. Thì sẽ có, đó chính là mình vào đó chính là một cái app đấy anh em nhìn thế này, đó chính là Asus Router anh em nhá. Thì để truy cập được vào chiếc Asus Router này thì chúng ta đầu tiên là bấm vào app này. Rồi, đấy, sẽ hiện là có là Asus Router này. Và chúng ta sẽ bấm vào, đây, đợi một chút để cho cái app có thể bật lên này. Chúng ta sẽ bấm vào, đó chính là setup cái router mới. Và router của mình thì là thuộc dòng RT AC anh em nhá. Thì đây là dòng trên cùng. Anh em nhớ này, cái app nó sẽ có icon giống như này trên này này. Đấy, bấm vào dòng RT này ở trên cùng này. Và cho phép nano Wi-Fi connection. Rồi, ok đây. Rồi. Đấy, thì chúng ta sẽ cho phép cái camera chúng ta truy cập. Đây, nó sẽ có là Asus F8 Grade. Đây, chúng ta có thể chọn này là một là Enable Camera và Scan, để giúp chúng ta có thể scan ở dưới đây này. Thì mình sẽ sử dụng cái thông qua cái bước này nhá. Bấm Scan này. Rồi, Once này. Cho phép Scan này. Đấy, có thể luôn, connect luôn. Ok. Từ từ đi, để mình search lại sóng Wi-Fi nhá. Vừa rồi thì mình không kết nối được. Đây rồi, nó bảo là kết nối bằng cách thủ công này, mình không kết nối được bằng cái camera, thôi mình kết nối bằng thủ công vậy. Đấy, sẽ bấm nào, nó bảo là mở thiết bị này, đăng nhập Wi-Fi này và hãy đăng nhập bằng cái thông tin ở dưới. Thì đây, mình sẽ đăng nhập bằng thông tin ở dưới Asus F8 Anyway gạch dưới 2557 rồi, connect. Rồi, thì đã kết nối được rồi. Đang lấy địa chỉ IP đây. Rồi, đã lấy được rồi nhá. Chúng ta sẽ vào app này. Go to Wi-Fi setting. Ồ, xong rồi đấy. Rồi. Quay lại nào. Đấy, connected rồi. Bây giờ nó sẽ ghi là connecting này, đang chuẩn bị cái kết nối giữa cục điện thoại chúng ta với cả cục router. Đây rồi, đây chúng ta sẽ có, đó chính là cái lại vẫn đang nhầm như thế, vẫn sử dụng đó chính là admin và admin. Sign in. Và họ sẽ yêu cầu chúng ta phải đổi tiếp. Thì bây giờ mình cũng sẽ vẫn là admin này, xong mình để là hacom anh em nhá. Hacom như là cũ thôi. Tại vì vừa rồi mình vừa reset cái cục router rồi, để chúng ta có thể gọi là chuẩn chỉnh nhất anh em nhá. Hacom. Trời ạ. Bên này là không được đổi, bắt buộc phải là 10 chữ cộng 1 chữ, một ký tự đặc biệt và một số. Ôi trời ơi, nó lại khác với cả bên trên mạng này, hơi khó chịu một chút. Rồi rồi, thế mình đổi hacom 1234 hacom vậy. 1234 hacom. Được chưa? Được chưa? Rồi, xong. Thế nó đã kết nối rồi. Bây giờ thì nó sẽ connecting này và chúng ta sẽ được vào trong cái setup của nó. Đấy, nó sẽ hiện này, welcome này. Đầy đủ luôn này. Và sẽ có ở đây Enable Remote Connection, cho phép Remote Connection, ok luôn, cho phép. Rồi rồi, ok bạn, rồi, ok. Thì trong cái app của Zalo sẽ có đầy đủ tất cả các thông tin luôn, vẫn là LAN IP này, vẫn là IP này, sẽ có tên mạng này, sẽ còn có đó chính là chủ đề nữa cơ. Đấy, xong rồi sẽ còn có các thiết bị này, thì mình là thiết bị này đúng không, thiết bị 219 này, còn laptop này là 127 này. Nó sẽ còn có đó chính là family này, nó sẽ setting cái thứ kiểu. Nhưng mà để setting kỹ hơn ấy thì mình nghĩ rằng trên điện thoại nó sẽ không kỹ hẳn mà đâu. Mình sẽ vào trong máy tính để setting nhá. Rồi, đấy là những cái setting nằm ở bên trên máy này. Đấy là những cái để cho chúng ta set up được chiếc router của chúng ta đây. Chiếc router đây, RT AC 1200. Nếu mà anh em cảm thấy cái video hướng dẫn này rất là đầy đủ và khá là chi tiết, đã đem lại cho anh em những thông tin cơ bản để anh em có thể setup được cái router của chúng ta một cách chuẩn chỉnh nhất, phù hợp nhất với cái nhu cầu của anh em, thì hãy bấm like và subscribe nhờ. Còn nếu mà anh em cảm thấy ví dụ như là muốn xem hướng dẫn cái gì khác, ví dụ chẳng hạn là driver này, về phần mềm này, hay vân vân và vân vân, thì hãy đặt một cái gọi là một tí lợi gợi ý ở dưới comment anh em nhé. Rồi, cuối cùng thì cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em tại một video sau nhé.